hay không? Câu trả lời là không hẳn. Người Ukraine và những người ủng hộ họ ở các nước láng giềng rõ ràng là đang liên kết với phương Tây, đặc biệt là sau nhiều bằng chứng về những hành động tàn bạo của Nga. Nhưng điều này hoàn toàn ngược lại ở những nơi khác, ngay cả bên trong nước Nga. Đáng ngạc nhiên là xếp hạng của ông Putin đã tăng lên kể từ khi bắt đầu các hành động quân sự ở Ukraine, với hơn 80% người Nga được khảo sát nói rằng họ ủng hộ chiến dịch này của Putin. Số liệu được công bố bởi trung tâm Levada được coi là khá độc lập với Điện Kremlin, mặc dù kết quả này không nghi ngờ gì đã phản ánh sau khi các hoạt động tuyên truyền của Điện Kremlin áp dụng lên công chúng Nga. Và trong 141 quốc gia đã lên án hành động của Nga tại Liên Hiệp Quốc, rất ít quốc gia đã hành động thêm gì sau đó. Ngược lại, các nhà lãnh đạo từ Brazil, Pakistan, Nam Phi và các quốc gia khác dường như cởi mở hơn nhiều trong việc tiếp tục mối quan hệ với Putin. Các nước OPEC cũng đã quyết định đứng về một thỏa thuận với Nga thay vì tuân theo áp lực của Mỹ về việc tăng sản lượng dầu để giảm áp lực về giá. Vladimir Putin có thể cũng đang giành được sự ủng hộ chính trị ở các quốc gia quan trọng, hoặc ít nhất là không để mất nó. Tại Hungary vào cuối tuần trước, trong cuộc bầu cử lớn đầu tiên kể từ cuộc xung đột, Thủ tướng Viktor Orbán, một đồng minh của Putin, đã đánh bại một cách vẻ vang phe đối lập, từng kêu gọi